Truyện Hai Người Ba Bữa, tác giả Mộc Thành Thiên, số chương 32, thể loại ngôn tình hiện đại, ngọt văn, nhẹ nhàng, hoan hỷ oan gia, dịch Bé Đẹp, hỗ trợ Beta, Chen và Xanh Xanh, bìa Tâm Tít Tắp, văn án Thẩm Thu Bạch. Hồi tưởng lại quá khứ, rốt cuộc chỉ nhớ được một chuyện. Năm đó, cô đi thi trong cung thiếu nhi thành phố. Tạ Hoài An trộm xe đạp của cha mình, đạp 10 km để đến xem. Sau đó, xe đạp bị trộm, hai người đội mưa phùn đi về. Trên đường đi, Tạ Hoài An cởi đồ ra chạy đến trước mặt cô, hỏi cô, anh có giống đại bàng hay không? Cô trêu anh ấu trĩ, lại thuận miệng hỏi anh, ông là đại bàng thì tôi là gì? Tạ Hoài An nói, bà là thỏ. Cuối cùng anh còn nói, mỗi con thỏ đều phải có một con đại bàng riêng để tuần tra bảo vệ bầu trời cho cô ấy. Như thế sẽ không có hiểm nguy nào đến gần cô ấy được. Sau khi trở về, đại bàng bị cha mình đánh đến khóc la ầm ĩ, con thỏ nhà hàng xóm cũng bị phạt. Chuyện kể hàng ngày không phải mỹ thực đâu, đời người như thường, một ngày ba bữa. Chương 1. Tôi già rồi, đêm nằm trên giường, thi thoảng cơ thể sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ như một chiếc máy thêu bị hỏng. Đôi khi, nhìn vào trong gương, tôi lại không khỏi hoảng sợ. Bà chị xấu xí trong gương này là ai thế? Tự nhiên, lại sợ hãi, Tạ Hoài An sẽ chém mình. Nhưng sau này tôi mới nhìn kỹ lại anh, trên khóe mắt anh cũng đã có nếp nhăn rồi. Tôi không khỏi cảm thán một câu, thời gian đúng là thần kỳ. Chỉ vừa mới chớp mắt một cái mà một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết đã trở thành lão già tính tình cổ quái trước mặt rồi. Thời còn trẻ, tôi thường nói với Tạ Hoài An một câu, đợi đến khi em già rồi, nhất định không thể trở thành một bà già chỉ biết hoài niệm quá khứ được. Đến tận tuổi này, tôi lại phát hiện bản thân đã vô thức rơi vào trong kẽ hở của thời gian. Tạ Hoài An trêu tôi là một thiếu nữ xến xúa, tôi tự luyến bảo mình vốn là người ngây thơ và lãng mạn. Anh còn bảo với tôi rằng mọi thứ trên đời này đều là do em thổi phồng lên, anh chưa từng thấy người phụ nữ nào mà hung hăng như em cả. Tôi bèn bảo, ngài nói như thế tức là đã từng trải qua nhiều phụ nữ rồi à. Anh liếc tôi một cái, nói tôi lại chơi xấu. Cuối cùng còn tặng thêm một câu, bà già xấu xa, rồi ngồi đó cười ngây ngô, chẳng biết là cười cái gì nữa. Sau đó, có lần trò chuyện với mẹ, bà chỉ vào tấm ảnh, nói tôi trước kia như một thằng nhóc vậy. Lúc ấy tôi mới chợt hiểu rằng hóa ra bản thân mình đã vốn dĩ trông như thế. Nhìn lại Tạ Hoài An, bình thường anh vốn ưa nhìn, tính tình hiền hòa tốt bụng với mọi người. Dù giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn là một người đàn ông đẹp lão. Đã so sánh như thế thì lại không nhịn được mà bắt đầu tự hỏi, sao năm đó anh lại nhìn chúng tôi thế này? Nghĩ xong thì bắt đầu điên rồ, thậm chí còn gọi điện thoại cho con gái anh ở phương xa, hỏi nó chẳng lẽ năm đó cha nó bị mù rồi. Con gái bên kia đầu dây cười tôi, bảo nồi nào úp vung nấy mà. Tôi nói câu này không phải lời tích cực gì đâu. Con gái vội nói mình dốt nét, dùng sai từ rồi, còn bảo tôi nói chuyện càng lúc càng giống cha nó. Sinh viên tài năng của Cambridge lại tự nhận mình dốt nét, buồn cười thật đấy. Tôi cố tình giả vờ, con đừng có uống nhiều nước của Tây quá, rồi quên những thứ cha dạy đấy nhé. Nó vội vâng dạ, cha dạy làm người phải ngay thẳng trong sáng, không được quên bốn chữ to, luôn ghi tạc trong lòng. Sau đó nó bảo có việc nên vội cúp máy. Tôi cầm điện thoại di động mà hơi thất thần, bỗng nhớ lại khi trước lúc còn học trung học, cứ mỗi tuần mẹ gọi tới tôi lại ghét mẹ lải nhải nên bèn viện cớ để cúp điện thoại.
Lúc đó còn nghĩ sau này mình có con nhất định sẽ không để con gái ghét bỏ mình như thế. Giờ nhìn lại, đột nhiên phát hiện bản thân mình không thể nào làm được những điều mình suy nghĩ trước kia. Đúng là xong đời rồi. Tạ Hoài An thấy tôi buồn bực không vui, bèn cầm máy chơi game tới, hỏi tôi có muốn chơi một ván không. Đây là máy chơi game mà một tháng trước con gái gửi về. Dạo này Tạ Hoài An rất mê một trò chơi có tên là Overcooked, vẫn luôn dụ dỗ tôi chơi. Tôi không chơi game, càng không có khả năng tiềm ẩn nào để khai sáng cả. Tạ Hoài An thông minh, học 1, hiểu 10. Tiếc là không có người chơi cùng, nên chỉ có thể lôi kéo tôi và dạy từng bước một. Anh rất kiên nhẫn, tôi thua vô số lần, nhưng anh không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng tôi giống như một thiếu niên luống cuống tay chân, không luyện được công phu vậy, không bắt được trọng điểm, cuối cùng bị kỹ thuật chán đời của mình tự làm cho tức giận, vứt tay cầm đi, không chịu chơi nữa. Anh đặt tay cầm xuống, hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn ít đồ ngọt của Phẩm Tuyên Ký không. Cách đây vài năm, tôi bị một trận ốm nhẹ, bác sĩ bảo tôi phải ít ăn ngọt lại. Ngày thường, anh giám sát việc ăn uống của tôi rất chặt chẽ, hiếm khi hôm nay lại cho đi, nên tôi lập tức vui vẻ đồng ý. Cả hai vội vàng ra ngoài, đối diện với gió lạnh tháng 11 ở thành phố Giang mà khẽ run lên. Thế là lại vội vàng chạy lên nhà, mặc thêm đồ. Không thể không than một câu, năm tháng đúng là không tha cho ai cả. Tạ Hoài An xếp hàng mua đồ ngọt, còn tôi thì ngồi trên ghế cạnh cửa hàng nghỉ ngơi. Trong hàng tất cả đều là người trẻ tuổi, chỉ có một mình anh là trung niên. Tôi thấy hơi buồn cười, cầm điện thoại, chụp một bức gửi cho con gái. Trong chốc lát đã được nó trả lời lại, ăn ít đồ ngọt thôi. Tuổi trẻ bây giờ thật là uổng phí sự lãng mạn của người ta rồi. Tạ Hoài An cầm mấy gói đồ ngọt tới, nhưng chỉ cho tôi một miếng bánh đậu xanh, bảo những cái khác thì để dành. Tôi bảo anh như đang dỗ trẻ con ấy, anh còn thản nhiên ừ một tiếng. Tôi nói trẻ con bị rụng tóc rồi, rất đáng yêu. Anh bật cười, tôi cũng cười theo, vừa cười vừa nói, tuổi trẻ bây giờ ấy, tuổi còn trẻ mà đầu đã chọc rồi, em cũng sợ mình bị chọc đầu. Anh nói không sao, chọc thì cứ chọc, anh sẽ nhắm mắt làm ngơ. Tôi nói ngài đúng là biết cách an ủi người khác quá. Anh lại bảo quá khen rồi. Cái người này, theo lời của giới trẻ nói thì là dở hơi đấy. Ồn ào một chút, thế là lại quên mất ban nãy mình tức giận chuyện gì, thậm chí còn quên bén mất tại sao mình lại tức. Đây chính là lợi ích khi lớn tuổi, không thể chứa quá nhiều chuyện trong đầu được. Tạ Hoài An thấy tôi vui vẻ, bèn sấn tới hỏi, ổn rồi à? Tôi nói, gì? Anh bảo không có gì. Tôi khựng lại một chút, nắm bắt được gì đấy, lúc này mới nhận ra rằng chơi game ăn đồ ngọt đều là chiến thuật cả. Khi còn trẻ, người ta tốt với mình một chút đã lập tức vui vẻ, hận không thể khoe hết cả thế giới. Lớn hơn một chút, người ta đối xử tốt với mình lại cảm thấy như đang mắc nợ. Nghĩ xem nên trả lại thế nào, nên từng tuổi này lại đột nhiên cảm thấy thảnh thơi. Hai người cùng nhau, một tiến một lùi, cứ thế mà yên tâm thoải mái. Vẫn phải nói cảm ơn, kết quả là Tạ Hoài An dừng lại trực lưỡi. Bà già em đang khách sáo đấy à. Tôi bảo còn chưa tới 50 nữa, ngài kêu bà già cái gì, đúng là không có phép tắc gì cả. Anh nói, vậy kêu là gì, người đẹp à. Ngài nhìn cánh tay tôi này, nổi hết cả da gà rồi. Tôi cười ha ha, bảo như lúc anh còn trẻ ấy, gọi là chị Thu Bạch. Anh nói đang trên đường lớn nên đừng có làm bậy. Tôi nói, này, trước kia có người đỏ mắt đứng trước cổng trường gọi chị Thu Bạch tới đây. Anh lại nói, anh muốn dùng đầu đập xuống đất. Tôi không kìm được mà bật cười. Đột nhiên anh lại khẽ gọi một tiếng, chị Thu Bạch. Cái tên đã lâu
không được gọi này khiến tôi vô thức nghiêng đầu. Sau khi tỉnh táo lại, vốn định trêu anh tiếp thì lại thấy tai anh đỏ bừng. Trong nháy mắt, tôi đã từ bỏ, bật cười thành tiếng. Tôi bảo đã lớn tuổi thế này rồi mà sao da mặt còn mỏng thế không biết. Anh ngại ngùng cười cười, thở dài một hơi. Nói tiếc là em không để anh hôn em ở nơi công cộng. Tôi nói, tới đây, chị Thu Bạch của anh có chuyện gì mà chưa từng thấy qua đâu chứ? Anh dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi, rồi hỏi, em nói thật đấy à? Bộ dạng dường như đang háo hức muốn thử lắm rồi. Tôi lập tức đầu hàng, đừng, tuổi đã lớn rồi, xến chảy nước. Anh khẽ cười một tiếng, bảo, gần đây quý cô Thẩm Thu Bạch học được nhiều từ ngữ trên mạng thế nhỉ? Tôi nói rằng, người ta có thể già, nhưng tâm hồn không già được đấy. Anh giơ ngón tay cái lên với tôi, nói suy nghĩ này của ngài xứng đáng để chúng tôi học tập theo. Cả hai cười nói đi tới bãi đỗ xe, sau đó lái thẳng về nhà. Có lẽ vì ăn đồ ngọt trước nên cơm tối ăn không ngon lắm. Sau đó rửa mặt sớm rồi lên giường. Tạ Hòa An cầm một quyển sách nằm đọc bên cạnh tôi. Là bản gốc tiếng Anh, giọng của anh trầm hơn hồi còn trẻ nhiều, đọc tiếng Anh rất hợp để ru ngủ. Rất nhanh tôi đã mơ mơ màng màng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, câu hỏi kia lại lần nữa tràn về. Rốt cuộc khi còn trẻ, Tạ Hòa An đã nhìn trúng điểm nào của tôi cơ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, không kìm được mà phải cẩn thận nhặt lại những mảnh ghép thời thanh xuân kia. Chương 2. Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Hòa An là vào mùa đông năm 1983. Khi đó chúng tôi không ở thành phố Giang mà là một thành phố nhỏ trực thuộc thành phố Giang, tên là thành phố Kinh. Thành phố Kinh là cố đô, đến nay vẫn còn lưu giữ những bức tường thành cổ được sử dụng trong các cuộc chiến thời cổ đại. Tường thành vây bên ngoài tạo thành một hương vị xưa cũ cho thành phố cùng với những tòa nhà có kiến trúc thời xưa. Mấy năm nay đã trở thành một địa điểm thu hút khá khách du lịch. Mùa đông năm ấy, hiếm khi phía nam có một trận tuyết lớn. Bức tường cổ của thành phố Kinh bị tuyết trắng bao phủ, trông giống như một ngọn đồi trắng xóa và chập trùng vậy. Cha tôi mượn một chiếc xe nhỏ của bạn. Năm đó tôi 13 tuổi, cùng anh trai 15 tuổi nép vào nhau ở sau xe. Nhìn chiếc xe băng qua những ngọn đồi trắng xóa, lái vào trong một khu nhà nhỏ. Cổ trấn phía nam, ngói lam tường trắng xăng khắp nơi, giờ đang ẩn hiện dưới lớp tuyết trắng phau như một con thú nhỏ đang say giấc nồng. Chúng tôi chạy qua vài con hẻm nhỏ mới tới được nhà mới. Lúc tôi bước xuống xe, bước chân đầu tiên vừa đặt lên sàn nhà trước cửa thì một viên tuyết đã đập thẳng vào cửa xe bên cạnh tôi. Tiếp đó là tiếng kêu sợ hãi của mẹ. Tôi nhìn theo hướng viên tuyết bay tới, nhìn thấy một cậu trai đang đứng trong đống tuyết cách đó không xa. Cậu ta không cao, mặc một cái áo len màu sẫm, nhìn rất trắng. Đôi mắt trong trẻo, đứng giữa đống tuyết lại càng thu hút người khác. Cha không phản ứng như chúng tôi, chỉ bật cười. Nhóc nhà ai thế này? Có lẽ cậu bé kia nhận ra mình đã làm sai nên lập tức quay người đi vào khoảng sân trắng xóa phía sau lưng mình. Đó là Tạ Hòa An, một kẻ hèn nhát. Sau này, mỗi khi chúng tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận đó là mình. Tiếc là lúc đó không có mang theo máy ảnh, nếu không tôi nhất định sẽ chụp một tấm rồi đẩy tới trước mặt anh để xem còn gì để biện minh nữa không. Nhà mới là một căn nhà có kiến trúc phương Nam điển hình. Vào cửa là một cái sảnh, hai bên là phòng ở, phía sau là bếp và một phòng ngủ nhỏ hơn. Trước cửa là một bức tường trắng bao bọc xung quanh khoảng sân nhỏ. Nhà chúng tôi cách nhà Tạ Hòa An một bức tường. Sau khi hai nhà quen nhau, chuyện Tạ Hòa An thích làm nhất là đứng trong sân nhà của anh
rồi ném thứ gì đó vào sân nhà tôi. Anh có một người chú trốn tới Singapore cách đây vài năm, cũng không quên mấy người trong nhà, thỉnh thoảng sẽ nhờ người mang hộ ít đồ về. Kẹo trái cây, bánh ngọt, đồ chơi trong nước khi ấy không có, tôi cũng xem như được hưởng ké. Sau này tôi hỏi anh, chẳng lẽ đã thích tôi từ khi ấy rồi à? Anh cười mắng tôi tự luyến quá. Chỉ có một lần tôi bị ốm hơn mấy tháng, phải uống thuốc đông y. Không biết anh tìm được một món bánh ngọt khi bé hay ăn ở đâu ra mà mang đến cho tôi nhấm nháp. Tôi nhìn thấy đồ cũ thì lại nhớ tới những chuyện này nên bèn nhắc lại. Sau đó anh đột nhiên nói với tôi, đúng thế, từ lần đầu gặp mặt là đã rất sốc. Sau này anh phát hiện hóa ra có một người như thế, nhưng hết cách rồi, đã lỡ xa lầy vào rồi. Lỡ xa lầy vào rồi, đây là một trong số ít những lời tỏ tình mà anh từng nói với tôi, rất đáng nhớ. Cũng may là người ta vẫn luôn tự biết bản thân, dù đã từng nghe nhiều người khen ngợi ngoại hình mình, nhưng cũng hiểu rằng nó còn kém rất xa chữ sốc. Còn tại Hòe An, lần đầu tiên tôi gặp anh chỉ cảm thấy cậu bé này rất đáng yêu. Sau này lớn dần, không hiểu cha mẹ anh cho anh ăn đan dược gì mà càng cao to, khuôn mặt cũng dần khác vượt xa so với người thường. Còn nhớ có một năm chúng tôi tới Hồng Kông du lịch, có một người chuyên săn ngôi sao đã đến tìm anh để đào tạo làm diễn viên nữ cơ. Một ngày nọ, tôi xem một bộ phim Hồng Kông cũ, thấy anh trai trong phim đang chải mái tóc bóng dầu, bèn thốt lên, Tạ Hòe An, sao người này trông giống anh thế? Anh nhìn một chút rồi cười, bảo tôi đây là người anh em thất lạc nhiều năm của mình. Tôi lại nhìn những người trong màn hình, đột nhiên nghĩ, nếu Tạ Hòe An mà làm diễn viên thì hẳn cũng trông như này nhỉ. Tiếc là người này không có chí hướng đó, phim Hồng Kông sau này cũng dần trống rỗng, thiếu niên trẻ tuổi cũng đã già rồi. Quay lại mùa đông đó, vì gặp nhau lúc nghỉ đông nên con hẻm trước nhà tôi luôn có trẻ con chạy nhảy ầm ĩ. Họ đuổi nhau trong hẻm, ném tuyết, đốt pháo, cực kỳ náo nhiệt. Tôi mới đến nên hơi thu mình, chỉ ngồi trước cửa sân nhà mình, nhìn họ chứ không dám ra ngoài. Mấy lần sau, có một cô bé mắt to tròn tên là Trần Mai Chi chủ động bước tới kéo tôi đi. Sau này, Tần Mai Chi cũng trở thành người bạn thân nhất của tôi. Lúc tôi kết hôn với Tạ Hòe An, Mai Chi nhắc tới chuyện lúc chúng tôi mới quen, bảo khi ấy Tạ Hòe An nhát lắm. Ông ấy thấy bà ngồi một mình trong sân, không dám ra ngoài nên muốn gọi bà ra mà lại không dám, bèn sai tôi đi. Lúc đó, Tạ Hòe An đang sửa lại nơ trước gương. Nghe cô ấy nói thế, liền giả ngơ. Có hả, sao tôi không nhớ gì hết? Anh đang nói dối, lúc anh nói dối, lỗ tai sẽ đỏ lên. Dù cho năm tháng qua đi, anh có thay đổi cách mấy, nhưng vẫn còn một đặc điểm. Da mặt dày, nhưng da tai vẫn rất mỏng. Không bàn tới chuyện khác, quả thực, Tạ Hòe An không phải là người rất chủ động đâu. Anh trông đẹp trai, lại là con trai một trong nhà, có lẽ là được chiều tới trời luôn rồi. Bình thường, trẻ con lớn từng tuổi ấy hoặc là được chiều hoặc là yếu đuối. Nhưng có lẽ Tạ Hòe An không theo lẽ thường, anh có khả năng gây chuyện thật. Bạn có thể thấy anh là một người hòa đồng với mọi người, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng chủ động bắt chuyện với ai cả. Anh có tuyệt chiêu riêng, chẳng hạn như lần đó bảo Tần Mai kéo tôi ra ngoài. Mà bình thường bạn thấy người này hiền lành, nhưng trong lòng anh đã vạch ra giới hạn rõ ràng. Một người bạn vượt qua khỏi giới hạn đó thì rất xin lỗi, ngày sẽ một đi không trở lại đấy. Có lần tôi tò mò hỏi tại sao ngài còn bé mà đã phát triển được một tính cách không hòa nhập với thế giới bên ngoài như thế hả?
Bạn đoán thử xem lão già đó trả lời tôi như thế nào. Anh nói thế này: nếu em có phụ huynh bắt mình đứng trên bàn đọc thuộc lòng 300 bài thơ Đường, mỗi khi có tiệc thì em cũng sẽ tuyệt vọng với thế giới này như thế đấy. Thôi được rồi, phải tỏ ra thông cảm, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà bật cười. Tiếc là tôi chưa từng được thấy cảnh Tạ Hòa An đứng trên bàn đọc 300 bài thơ Đường, nhưng chuyện này tôi có nghe người lớn trong nhà kể qua rồi. Lúc con gái được 5 tuổi, tôi dẫn nó về quê thăm họ hàng. Những người lớn trong nhà tụ họp lại, có người đề nghị con gái đứng ra đọc cho mọi người nghe một bài thơ. Lúc ấy Tạ Hòa An kịch liệt phản đối, giúp con gái tránh thoát được một kiếp nạn. Sau khi con gái ra ngoài, người lớn bắt đầu trò chuyện về Tạ Hòa An lúc nhỏ, trong đó cũng có câu chuyện 300 bài thơ Đường kia. Tôi thật sự không thích kiểu nhớ lại chuyện xấu hổ của người khác khi còn bé trước mặt người ta như thế, nhưng cũng không thể làm mất mặt người lớn được. Tuy nhiên, nhờ vậy mà cũng nghe được vài chuyện chưa từng được Tạ Hòa An kể. Ví dụ như lúc Tạ Hòa An 4 tuổi đã bất cẩn tè dầm, vì sợ người trong nhà phát hiện nên đã ôm con chó trong nhà lên giường ngủ. Kết quả lại bị lây rận vì để sát trùng mà phải cạo chọc đầu nửa năm. Tôi nhìn bức ảnh Tạ Hòa An chọc đầu, đôi mắt to tròn rất đáng yêu. Trước đây tôi hỏi anh sao lớn rồi còn để đầu chọc. Bình thường trẻ con tuổi này đã bắt đầu biết chăm bẩm đầu tóc rồi mà. Anh nói anh không thèm để ý tới mấy chuyện đó, thấy để thế tiện hơn. Lúc đó tôi còn nể người có giá trị nhan sắc nên có thể tùy hứng. Sau này biết được sự thật, chỉ có thể muộn màng thốt lên mình đã bị lừa rồi.